Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Sửu tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tháng 11 năm 2021 âm lịch là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn có lòng quyết tâm nên không ngừng cố gắng vươn lên, dù gặp phải khó khăn cũng dần dần tìm ra cách khắc phục, khiến nhiều người xung quanh nể phục. Dưới sự phù trợ của nhị hợp, bản mệnh làm việc đâu ra đấy nên dễ đạt được những thành tích cao. Trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng lập kế hoạch rõ ràng, đồng thời tập trung hết sức để thực hiện. Những gì bạn thể hiện ra khiến lãnh đạo cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng, sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách lớn lao hơn. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch, do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm mộ nên đôi khi bản mệnh vẫn còn cứng nhắc với những quan điểm cố hữu của mình. Nếu muốn nâng cao hiệu suất làm việc, có lẽ bạn cần dành thời gian để tìm hiểu điểm chưa tốt trong cách làm của mình, lắng nghe quan điểm của người khác để có những cách sửa đổi phù hợp vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành do có bách việt xuất hiện. Bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Tử vi tuổi sửu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi sửu có những bước tiến đáng mừng trong tháng 11 năm 2021 này do có sự phù trợ của nhị hợp bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến thời điểm này bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối không biết làm việc gì trước việc gì sau thậm chí phong cách làm việc khoa học của bạn có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi bên cạnh đó tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn mà thôi. Nguyệt Lệnh Lâm Mộ cho thấy bạn vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ vì thường khăng khăng làm theo ý mình nên bạn dễ phức tạp hóa mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Tử vi tuổi sửu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Tháng này, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rùng rỉnh hơn, bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới cho bạn cơ hội làm ăn tới tấp khiến bạn nhanh chóng thu được một khoản tiền lợi lãi khả quan người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn để bạn có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai tuy nhiên do có ảnh hưởng của nguyện lệnh lâm mộ nên bản mệnh cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc chớ nên chủ quan ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc Tuy phấn đấu làm giàu nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Tử vi tuổi sửu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi sửu âm lịch nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng đôi bên đã biết cảm thông thấu hiểu hơn cho nhau đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm chuyện mâu thuẫn tranh cãi cũng giảm rõ rệt nếu có thời gian rảnh rỗi bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên ví dụ như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó trong khoảng thời gian một vài ngày chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá khiến tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn bách việt cát tinh khiến vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn nếu bạn cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại hỏi han quan tâm đến nhau khi được quan tâm chăm sóc bản mệnh cũng nên nhớ đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương Tử vi tuổi sửu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi sửu nhìn chung ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạng, có luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Người còn trẻ tuổi không nên dành quá nhiều thời gian cho việc vui chơi giải trí, vì làm vậy vừa dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe lại vừa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Dù đam mê đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng cần nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, tránh rơi vào cảnh u mê, chìm đắm quá mức. Cẩm nang vượng vận tháng 11 năm 2021 âm lịch cho từng tuổi. Tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, làm việc có kế hoạch, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ màu sắc may mắn, vàng, cà phê tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết nên hợp tác làm ăn dễ dàng thu được nguồn lợi đáng kể quý nhân hợi tý tiểu nhân mùi tuất màu sắc may mắn xám nâu tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết vợ chồng quan tâm chăm sóc nên tìm cách hâm nóng tình cảm quý nhân tý tỵ tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn đen đỏ tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết nhận được sự yêu mến của nhiều người nên cho người khác cơ hội tiếp xúc quý nhân mão hợi tiểu nhân dần thân màu sắc may mắn vàng kim trắng tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết tình hình sức khỏe ổn định nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ quý nhân tý sửu tiểu nhân dậu ngọ màu sắc may mắn tím nâu các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Sửu trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.